Chào các bạn, hôm nay tôi xin Laser sẽ hướng dẫn đến mọi người cách kết nối cạc và kết nối bộ điều khiển laser TLA1 này bằng Wi-Fi, kết nối máy tính và kết nối Wi-Fi mạng LAN ở gia đình và trong văn phòng, và kết nối với máy tính bằng sách tay bằng Wi-Fi và kết nối bằng Wi-Fi. Thì trước tiên là mình cắm bộ điều khiển lên, cài phần mềm này thì mình sẽ, phần mềm có trên website của mình sẽ tải nó về mà mình sẽ mở open chạy run, ấn run là máy chạy cả setup cho mình. Mình chọn ở đây mình có ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt thì chọn ngôn ngữ là tiếng Việt, bấm dưới bấm next và bấm cài đặt. Tôi bấm cài đặt luôn cái này luôn. Rồi hiện tại nó xuất hiện một cái bảng để cài driver cho mình, thì mình bấm next và bấm finish. Rồi và bấm hoàn thành. Rồi đó là mới đầu nó cài luôn. Thì cái chữ auto laser đây, nó đây, ta bấm mở chạy lên, mở lên. Thì khi nó mở lên, đó là đầu tiên mình cài đặt, mình chưa có gì thì nó xuất hiện một cái bảng như này. Thì nếu như mình có máy sẵn thì mình sẽ bấm OK để mình sẽ cài đặt cái điểm gốc của gốc cho mình trước cũng được. Người ta bắt cho phần mềm, bấm OK. Thì máy của mình làm việc bao nhiêu thì mình sẽ khai vào đây. Khổ làm việc này, trục X này, khổ làm việc trục Y này. Và cái gốc tọa độ này, gốc tọa độ của máy. Gốc tọa độ của máy này là khi máy nó mở máy lên thì nó về gốc phía nào ấy. Thì ta bấm tích vào đây, bốn góc này, tích vào đây, máy mình về góc phía nào thì ta tích vào phía đấy. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là vị trí đầu laser. Đầu laser thì mình có thể chọn các vị trí đầu laser ở trên này. Đấy, vị trí đầu của đầu laser. Cái thứ ba đó là cái chọn cái gốc tọa độ mình chọn ở đây, có lấy gốc tọa độ cố định, gốc tọa độ tuyệt đối, gốc tọa độ các chế độ gốc tọa độ, có nghĩa là nó lấy một là gốc tọa độ mình chọn nữa này, cái điểm mà gốc tọa độ của máy này, có nghĩa là nó sẽ gốc tọa độ nó sẽ đi luôn luôn đi theo gốc độ của máy. Và cái gốc tọa độ người dùng, có nghĩa là mình sẽ chọn trên cái nút điều khiển ở trên bảng điều khiển, nút người dùng là cái nút này này, chọn nút on in này. Đấy, mình ở chế độ đấy là chế độ gốc tọa độ người dùng. Còn gốc mình chọn cái vị trí hiện tại, có nghĩa là đầu nó ở chỗ nào thì nó chạy cái chỗ đấy. Còn gốc tọa độ tuyệt đối là đấy, tọa độ của trang là của cái khổ của mình. Thì hiện tại mình sẽ chọn gốc tọa độ của người dùng, bấm OK. Tiếp tục số. Rồi tại mình chưa kết nối với máy cho nên nó sẽ bớ mình thất bại như mình đặt đấy. Cái thanh màu đỏ này là chưa kết nối với máy. Hiện tại bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối với máy trên máy laser, trên bộ điều khiển laser. Thì ta sẽ nhìn thấy cái địa chỉ là 192.168.156. Đây là địa chỉ IP của cái bộ điều khiển này. Thì bây giờ ta sẽ vào, ta sẽ cài đặt xem nó đang chế độ nào. Hiện tại cái máy này có hai chế độ: kết nối máy tính bằng Wi-Fi, có nghĩa là máy tính có nghĩa chỉ kết nối hai thằng với nhau thôi, nghĩa là máy cái này bộ điều khiển và máy tính sách tay hai cái với nhau, còn người khác không kết nối được. Cứ ngắt này đi rồi kết nối cái máy khác mới được, gọi là kết nối hai thằng với nhau thôi. Còn trường hợp thứ hai là kết nối với cái mạng LAN, có nghĩa là cùng một lúc ta cứ gõ địa chỉ nó vào là nó kết nối được. Địa chỉ IP của máy điều khiển là máy tính nào ta cũng phải vào được. Đấy, hiện tại mình sẽ chặt, mình sẽ vào lên cái chỉnh, mình sẽ chọn vào cái cho network, bấm đây, enter ở dưới này, enter địa chỉ IP này. Địa chỉ IP của nó là 1.56 này. Đấy, ví dụ ta đổi địa chỉ IP, ta sửa, bấm này nó ta bấm nút ở giữa này, ta sửa, bấm này. Ví dụ hiện tại đang là 56 thì ta phải sửa lên 60 chẳng hạn, đúng không? Được. Enter này, bấm 6 này, bấm nút số 0 ở dưới này, không tôi bấm bàn tay nhé, bàn tay tôi bấm enter này,
Và ta bấm Enter lần nữa để nhận cái địa chỉ mới này. Đấy. Rồi, bấm đăng nhận rồi. Địa chỉ mới ở đó, địa chỉ là 60 rồi nhá. Chỉ là 60. Và cái tên của cái file là SSI là TNA1 à LA1 1 3 1 5 0 5 5 này, đấy. Rồi tên là tên wifi. Tên wifi khi mà máy tính kết nối vào đây phát ra ngoài. Trên máy tính xách tay, trên máy tính mạng ta sẽ vào cái wifi. Ta sẽ có một cái wifi có cái tên này. Đấy, wifi này, có cái wifi này. Bấm lên kết nối vào. Auto tự kết nối. Nó sẽ kết nối vào. Rồi. Nó vào kết nối rồi này. Đó, nó kết nối rồi nhá. Đấy, kết nối rồi. Rồi, tên wifi. Được ta vào cài đặt cái mũi tên này. Thiết bị. Ta chọn chế độ làm mạng. Thì ta nhập ở đây cái địa chỉ của mình ý. Chỉ đây này. 168.1.60. Ở đây của nó là 168.0 thì tức là chấm chấm 1. Ta ghi là chấm 60. Ok. Bấm thử. Ok. Đấy, ok rồi đấy, ok rồi. Ok là cái thằng kết nối này, nó đã kết nối này. Kết nối thành công thì kiểm soát đấy. Bấm lưu lại. Rồi, lưu lại nó đây. Thì cái tên của mình ấy là tên này, tên cái máy này. Là cái này. Đấy. Tên này thiếu là hai cái máy, hai máy khác nhau ấy. Hai máy máy tính và máy laser kết nối thì tên mặc định mình để luôn. Còn nếu nhiều nhưng mà kết nối nhiều máy thì phải đặt tên riêng cho từng từng cái phần mềm, à từng máy tính đặt tên riêng, tí nữa đặt tên riêng sau, hiện tại là đặt tên này. Đấy, mình bấm lưu. Bấm tắt đi. Rồi, có nghĩa là mình sẽ mình điều khiển rồi đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình vuông. Rồi mình sẽ bấm tải. Rồi mình bấm tải lên. Đặt tên đi là thư. Bấm ok. Đấy. Nó lên hình vuông đây rồi. Rồi. Đây là cái tên của mình vừa đặt là file tên là thư này. Đấy, đấy file tên thư đấy, ok. Chấm .otm o. Đây là cách kết nối của mình là kết nối máy tính với điều khiển bằng wifi, hai cái kết nối với nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cái kết nối thứ hai. Rồi, xài quá mình sẽ tắt đi, sẽ làm đoạn khác nhá. Cảm ơn mọi người. Anh em đăng ký kênh YouTube của mình nhá.